Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Horea vừa gửi báo cáo tình hình thị trường bất động sản 10 tháng đầu năm năm 2018 và kiến nghị các giải pháp để thị trường phát triển minh bạch, ổn định, lành mạnh, bền vững đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, báo cáo của Horea nêu rõ, 10 tháng đầu năm năm 2018, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu sụt giảm rất rõ nét. Tổng nguồn cung sản phẩm nhà ở đưa ra thị trường của 65 dự án với tổng số 23.759 căn nhà, trong đó có 22.684 căn hộ và 1.075 căn nhà thấp tầng, với tổng giá trị huy động vốn đạt 43.761 tỷ đồng. So với 9 tháng năm 2017, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2018 thể hiện sự sụt giảm, số lượng dự án giảm 11,1%, tổng số căn nhà đưa ra thị trường giảm 39,2%. Phân khúc căn hộ cao cấp giảm ít nhất, chỉ giảm 9,6%, phân khúc căn hộ trung cấp giảm 37,5%, phân khúc căn hộ bình dân giảm mạnh đến 68%. Từ đầu năm 2017 đến tháng 10 năm 2018 đã xuất hiện hai đợt sốt ảo giá đất nền tự phát, đất nông nghiệp phân lô trái phép tại một số quận ven và huyện ngoại thành. Cơn sốt ảo giá đất nền tự phát, đất nông nghiệp phân lô trái phép còn xuất hiện tại khu vực quanh dự án sân bay Long Thành và ba dự án dự kiến trở thành đặc khu kinh tế gồm Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Trong những năm gần đây, cũng xuất hiện một số loại hình sản phẩm bất động sản mới như condotel, homestay, officetel, civic apartment, shop house. Trên thực tế, nhiều chủ đầu tư dự án condotel nộp tiền sử dụng đất quá thấp làm thất thu ngân sách nhà nước nhưng lại bán căn hộ Condotel với giá cao tương đương giá bán căn hộ cao cấp, thu lại được lợi nhuận rất lớn. Các cơn sốt giá ảo đất nền tự phát, đất nông nghiệp phần lô trái phép và Condotel đã thu hút một phần lớn nguồn vốn tín dụng và vốn đầu tư của xã hội, làm giảm nguồn vốn đầu tư vào các dự án căn hộ. Hiện nay, cơn sốt ảo giá đất nền và cơn sốt nóng Condotel đã được kiểm soát, nhưng hệ quả còn diễn biến nặng nề và phức tạp bên cạnh đó horia cho rằng đã có một phần không nhỏ tín dụng tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích chuyển hướng vào đầu tư kinh doanh bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro môi trường kinh doanh bất động sản chưa minh bạch chưa lành mạnh vẫn còn dấu hiệu lợi ích nhóm chủ nghĩa tư bản thân hữu đã tác động làm nản lòng các doanh nghiệp làm ăn chân chính gây cản trở cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn lực đất đai vốn các dự án thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư theo phương thức công tư ppp bằng phương thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT, dự báo thị trường bất động sản cuối năm và sang năm 2019, Horea cho rằng thị trường sẽ có sự phát triển khởi sắc hơn trong các tháng cuối năm đến Tết kỳ hợi. Phân khúc nhà ở bình dân có giá vừa túi tiền và phân khúc nhà ở trung cấp vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo của thị trường bất động sản. Trong khi đó, phân khúc nhà ở cao cấp có dấu hiệu thừa cung phải đối diện với nhiều thách thức trong năm 2019. Sự cạnh tranh ở phân khúc căn hộ cao cấp được dự báo sẽ khốc liệt các dự án sẽ phát triển theo hướng tạo ra đẳng cấp khác biệt, độc đáo, tích hợp nhiều diện tích, dịch vụ. Trong đó, các dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố lại được hưởng lợi thế độc quyền vì thành phố đã quyết định không chấp thuận thêm dự án trung cư cao tầng từ nay đến năm 2020. Phần khúc còn đợt theo sẽ tiếp tục xu thế chứng lại và giá cả hợp lý hơn. Dự kiến sẽ có các quy phạm pháp luật. Để điều chỉnh các loại hình bất động sản mới như condotel, homestay, officetel, serviced apartment, shop hall, để định hướng phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.